Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây kim sa tùng nhà mình nha. Cây phong thiên nhiên. Cây phong mini nhỏ có vỏ nhà mình nha. Cây sống quá khỏe rồi. Cây này có mã số là 520. Có số đo hoành gốc là 11, chiều cao là 45. Cây có cái tán ngang nhà mình nha. Tán ngang là 50. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 27 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2.500k bao ship luôn chậu kim sa tùng, cây thành phẩm nhà mình nha. Đây là phong thiên nhiên, đây là khô lũa nha mình nha, cái màu trắng này là làm khô lũa nha. Cây phong mini nhỏ có vỏ nha mình, cây đã thành phẩm rồi. Kim sa tùng. Đây, cái lá nhìn rất là cưng nha mình nha. Rồi mã số 520. 2.500k bao ship luôn chậu. Bao luôn hai ông tiên luôn nha mình nha. Đây, bao luôn hai ông tiên luôn. Cây phong mini nhỏ có vỏ nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.